Thưa quý vị, trong số phụ nữ mang thai thì có tới từ 2 đến 5% mắc tiền sản giật. Đây là một bệnh lý nguy hiểm với cả mẹ và con, xuất hiện khi mang thai sau 20 tuần hoặc là 6 tuần đầu sau sinh. Nhưng bệnh này thì có thể sàng lọc tốt nhất lúc 12 tuần để phát hiện trường hợp nguy cơ cao và điều trị dự phòng. Sản giật đúng như tên gọi của nó sẽ khiến cho thai phụ lên cơn co giật. Nếu may mắn giữ được tính mạng thì cũng sẽ để lại những di chứng rất nặng nề. Đây là biến chứng của bệnh lý tiền sản giật và cũng là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất. Trong giai đoạn đầu của tiền sản giật, thai phụ thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng bệnh có thể tiến triển rất nhanh. Nếu xảy ra sớm ngay sau 20 tuần, có khả năng dẫn đến sinh non, thậm chí tử vong thai nhi. Triệu chứng thứ nhất là tăng huyết áp, thứ hai là bệnh nhân sẽ có tình trạng xuất hiện phù, và thứ ba là sẽ có những cái xét nghiệm thì sẽ có cái tình trạng là protein ở trong nước tiểu. Ngoài ra với trường hợp nặng thì có thể có những cái rối loạn liên quan đến chức năng gan thận. Bệnh lý tiền sản giật có thể là gây ra cái tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung, tình trạng rau bông non, thậm chí là tình trạng thai lưu. Hiện việc sàng lọc tiền sản giật đang áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thực hiện cho các trường hợp mang thai từ 11 đến 14 tuần. Quy trình gồm siêu âm động mạch tử cung, xét nghiệm máu, đo huyết áp. Từ các kết quả, các bác sĩ sẽ tính toán xác định mức độ nguy cơ. Trường hợp nguy cơ cao chúng tôi điều trị dự phòng. Với những cái tiền sản giật trước 32 tuần thì việc sàng lọc cũng như điều trị dự phòng có thể giảm được cái tỷ lệ này lên đến khoảng độ tầm 80%. Em thấy là xét nghiệm tiền sản giật cũng rất là quan trọng trong cái thai kỳ, và khi mà mình khám xong thì mình cũng sẽ nhận được những cái tư vấn của bác sĩ và mình sẽ yên tâm hơn, cũng như là nếu mà có những nguy cơ thì có thể là phát hiện sớm và có thể là mình can thiệp kịp thời ạ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai từ tuần thứ 11 đến 14 nên tầm soát sàng lọc nguy cơ mắc tiền sản giật, bởi đây là một trong những điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả thai phụ và thai nhi.